Mất thời gian tắt điểm đi mới được đâu. Rồi ok, hôm nay mình ta cô đâu hết áo mới mà hết tay công quay hết rồi chứ làm sao mà ấy được, chạy sửa cơ cái này là nó gắn vào nên này. Cởi áo đi. Không được, cái này mới phải thôi, bảo cởi áo đi. Tiếp khó luôn nhiều. Cái kia còn thấy. Cái gì? Cái rẻ để cái này đi. Lấy miêu, cái rẻ là miêu. À, lúc nãy để ý ở đây nó có bay ra không? Cái này nó có phụt ra đây không? Phụt nhưng mà ít phải không nhỉ? Quay ạ? Ừ. Nó có phụt cái dầu của ra đây không? Thì như cái dầu của đường dầu ở đây phụt ra nó hơi ít. Rút ra nào. Không, dầu phụt như này là ít đấy. Cái lỗ của nó sợ nó không hơi ít.
Cái này nó có xước. Xước thay luôn cả cái bạc đi. Cái này nó cổ thế đã thay cái trục cơ này nó Nó xước ở kia, ở đây không phải xước rồi. Đây này. Vào cũng được thời gian nó lại bị đúng rồi. Máy dầu chả thế. Nó có giống như xe máy đâu. Máy này nó không giống xe máy đâu. Thứ nó thường là nó đắt tiền này. Cái chi tiết máy nó cao hơn. Ok. Ok, và hôm nay các bạn sẽ đẩy này. Mình không cần tháo cái dầu ra, bây giờ các bạn đẩy cái piston lên trên nhé. Sẽ đẩy này. Đẩy mạnh. Đi xem ra chưa? Ok. Thông chưa? Không vào đâu mà đây này. Cái này ấy, bây giờ đi lấy cái máy mài ấy về mài vào gốc này ấy để cho cái đường dầu này nó thoát hẳn vào trong cái này giống như cái piston ký kia ấy. Nhưng mà cái quả piston kia còn dùng được đấy. Cái quả piston đợt trước kia ấy. Hay là lấy cái quả kia về dùng đi nhờ. Đấy ý. Đâu? Đấy ý này, đây này. Đây có hai cái. Đây này, cái này nó cũng nhằm mục đích của nó đó. Cái này này, cái này nó có phải nằm ở trên không? Đó. Cái này không? Phải. Hôm nay thế này ra. Chính xác. Nhưng mà đợt trước đó thì cái nút này nó có phải ở trên không nhỉ? Phải mà nhờ. Nó hướng dầu ở trên mà nhờ. Cái núm này ấy. Đấy, cái núm này ấy. Chắc là phải ở trên chứ, bởi vì nó hứng dầu. Cái này nó cũng có nguyên tắc của nó. Bây giờ lật lại là nó không, nó van muốn vào được nhưng mà nó không đúng. Bây giờ thay cái này, thay cái vòng này đi nào. Sợ cái vòng này nó cũ rồi đấy. Cái vòng này đợt trước là gãy cái vòng này đó phải không? Gãy cái vòng này mà. Thay hết toàn bộ bắt đầu. Thấy toàn bộ mà. Để chủ được cái gì nữa. Nhưng mà lúc nãy để ý cái không quay cái này để cho nó. Cái này quay rau chảy cho bên này với.
Đấy, cái dầu này bơm nhưng mà nó bơm kiểu này bơm ít quá. Bất cứ thì tháo, để lắp hố, ngồi bất cứ. Lắp cái nào? Lắp hết vào rồi nữa. Đấy cái gì? Đấy cái vòng kia đi mượn nó. Vợ toán. Nhưng mà đợt trước kia không phải có rồi vớ. Thế rồi bảo là nó lấy đâu. Có đâu. À cái dòng máy kia nó lấy cho mà, nhưng mà cái vòng này mình mới có. Cái vòng sắt kẹp vào để thay cái này. Cái này cái hơi nó đẩy, nó không phải đẩy vào đây đâu, nó đẩy vào, nó chịu lực vào đây này, cái dầu nó bôi thẳng vào đây rồi, nó cái này ấy thì nó không làm trực tiếp gì cả, nhưng mà cái độ dầu ấy nó sẽ vào trong này nó nhiều hơn. Cái dầu vào trong cái khe đấy, xi măng đấy. Này tối cái thứ. Vẫn lấy cái kia. Nhưng mà khả năng tản nhiệt của cái này nó hơn hẳn cái kia. Cái này nó chế à? Chế như thế nào? Được chế như thế nào? Vừa nó vừa tiết kiệm dầu, nó vừa mát máy. Chắc chắn là chế kiểu này nó mát hơn và nó tiết kiệm dầu hơn. Phải đến mửa mới thì mình mải được. Ừ. Đấy chè, nó chết vào, chế vào cái đầu kia, nó đón dâu ở đây hết rồi. Cắm chỉ mình lấy phải mà. Mình tông mình cả loại mình vừa đấy đâu phải. Không có, cái này nó phải làm cơ, nó mua ở ngoài nó có đâu. Nhưng mà nó mua sẵn, nó chế thế này rồi. Thì nó phải có cái máy gì mà nó sạc vào đây. Cái máy mài vô. Ok, anh em đang xem video từ nãy tới giờ. Và các bạn sẽ xem đây là có những thằng không dám nói như thế này làm sao làm ăn được. Mày nói thế làm gì? Người ta không biết mà. Chị khai trương sớm thế nào cũng có hai người khác. Có mà chị. Lại đây đây. Lại. Ừ. Cái này ấy máy không thành. Bố bạn không ở. Bố bạn không ở này nhỉ. Đó vì hả? Mình rú cả mình vặn ban tới đấy. Ban tới đấy ạ. Hôm qua mới đi bố bạn. Bên ngay xàm thân của máy cây này. Bên mình. Bên mấy này vải mai. Đấy. Tối cả chục cơ này bán này. Mừng có con giáo viên rất tỉnh nữa này. Ờ, quay băng ngoại. Hello cả cây tôi chứ, còn với chị mới đúng chân giáo viên tình. Bây bà ngoài ra, rất là. Hello, cả tết mặt hết ngày trái mình lần này. Cú đang ở điện thoại à? Rất là thèm bây thân đam cái mà cần bay mi cân dưới. Nào, non như. Cần bay mi mi cân dưới. Mưa dưới. Bay mười cân mưa thấm nhọc. Cái lăng mưa khoái mấy, cần tì đấy. Thay. Cần trơn này. Cái này đi. Trơn bao.
cắn điện cả cu cắn điện thoại tủ lại với thằng tí bác ngoài nhóm mà vâng ừ. Năng này mọi thốn tăng cả trong bội này mà suốt hết ở bên nào cũng được, cái nào bên nào cũng được. Cái đường dầu này nó thoát lên ít lắm, bây giờ phải chế một cái đường dầu khác thôi. Cái đường dầu này nó chảy ra nó cái đường dầu này nó phụt ở cái chỗ nào nhỉ? Chú cạo những ngót bia trục cơ dưới cái khu trục cơ này bớt ồ mấy chữ gắn như phải đâu đi nha, cái này ra ít lắm, cái dâu ở đây ra ít lắm cùng với tờ này có bia ra ít được bao trăm một miếu tôi nào ngươi gặp nếu mà cái này chả nó chả ừ. Cầm đi nữa cầm ra một ốp đều nữa đỡ bên kia hả một người đỡ bên này một người đỡ bên này ấy không ra được đây vừa nó được băng quay nữa về đâu 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 một cái này đâu phải ra đông đều cơ xiềng quá ô cái này cái thứ hai cái ở trong nhỉ cuối cùng này. Không nổ cái này gấy rồi. Gấy cái này ạ
đúng mà là cái này ở trong thế này đúng rồi, phải sắp nữa. Piston chế à, piston chế à. Ừ, lấy vào một con. Cái này sao? Hai cái này nó, hai cái này giống nhau. Ừ, chả giống nhau. Cái này sao có, nó thế này. Con này ở trong.